Chiều mai, ngày 7 tháng 7, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Để chuẩn bị tốt cho sự kiện này, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình hội nghị tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo buổi tổng duyệt, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các đơn vị sở ngành được giao nhiệm vụ phối hợp với MC căn chỉnh kịch bản, thời gian, âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật, màn LED và các điều kiện cần thiết để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm công bố đầy đủ nội dung cơ bản cốt lõi của quy hoạch tỉnh đến các cấp các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân biết, hiểu, triển khai thực hiện, đồng thời giới thiệu về định hướng, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và các danh mục dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh, qua đó thu hút, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng chiến lược trong và ngoài nước quan tâm đầu tư vào tỉnh. Trước khi diễn ra hội nghị, sáng ngày 7 tháng 7, tỉnh Hưng Yên tổ chức khánh thành dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, khởi công dự án đường Tân Phúc - Võng Phan giao DT 378 và tham quan một số dự án khu công nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh.